Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người xem các cô các bà cuốc đất để trồng khoai tây. Không vất vả gì, các bà làm vui làm chơi làm gọi là đây là gọi là làm thể dục, tập thể dục. Thế nhà bà không trồng dưa à? Dưa vất vả? Cháu tưởng trồng dưa là nhàn nhưng mà vất vả. Ở bên kia là được thu hoạch dưa rồi à? Hóa ra là người ta mua 15.000 một cân tại ruộng nên đâm ra là ngoài chợ cháy dưa cũng đúng thật. Rau cỏ các thứ là đắt hết. Vâng, bà cũng đi chợ mua rau, rau đắt lắm. 25-30.000 một cân mà còn không có mà mua chứ. Nhà bà có rau? Đây. Đấy, đúng thật rồi, mở ra cái nhà bà út miệng này, các bà không biết chợ chỗ nào, đúng thật rồi. Đây. Đây. Bắt đầu là còn các thứ khác, rau cỏ thì nhà. Nhà mình tự làm. Rau mình tự làm được. Đấy, có rau tự làm là ngon rồi. Chưa chi đã mọc cỏ rồi nhỉ. Nhưng mà cái ruộng cát thì củ khoai tây nó to hơn đấy nhỉ. Nhưng mà trồng cả cái ruộng khoai tây này cũng nhiều lắm. Hai nhà chung nhau. Vâng. Ngày xưa dân bố mẹ cháu cũng trồng khoai tây ấy. Cháu đây, nhà cháu ở đây thôi. À, cháu ở ngay chỗ cổng trường này. Cháu con ông trường. Ông trường là bạn học ngày xưa đấy. Bạn học ngày xưa với bà? Với bà Kim đấy à? Bà Kim thì không phải. Bà Kim học với bố cháu đây. Vâng. Ngày xưa còn họp lớp với cả bà Kim đây. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà chắc tầm tầm tuổi đấy là cùng học cùng khối hay cùng gì đấy. Trước là hơn 1-2 tuổi vẫn học theo nhau. Vâng, đúng rồi đấy. Không phải là bây giờ nó đúng tuổi đấy. Đây, cháu là con ông trường, con gái ông trường. Lấy chồng đâu? Cháu lấy chồng bát sát nhưng mà nhà cháu bây giờ ở đây. Vâng. Nhà, cái nhà ở ngay đấy á? Vâng, cái nhà cháu là cái nhà 2 tầng màu vàng ấy, cháu bán giày ấy. Vâng. Cháu là bán giày. Chồng cháu làm nhà máy. À, cái thằng hay đi mua cau chứ. Ai mua cau đấy là anh rể cháu. Vâng, buôn cau là anh rể cháu. Cau mới chuối. Còn chồng cháu thì đi làm nhà máy. Thế mà cây trồng khoai tây này thì cây nó phải lên cây thì bắt đầu trồng nhỉ? Mẹ phòng cháu bây giờ làm gì? Cũng như bà này này. Vâng, bây giờ bà bỏ ra rồi thì làm gì đâu. Một là ở nhà như mẹ mọi người trông cháu được, còn trông như mẹ cháu không trông cháu được thì mẹ cháu cũng đi làm như bà này. Túc tắc rau rau cỏ cỏ. Không. Nấu rượu nhưng mà có thóc, bây giờ còn không cấy ruộng thì đâu có thóc mà cấy. Đây. Nhà cháu đa số nếu mà cấy nấu rượu thì mẹ cháu nấu bằng gạo nhà chứ có đi đong đâu. Vâng. Vâng, bây giờ nghĩa là nấu thì nấu cho thi thoảng nấu cho con một hai nồi, hai nồi thì để ấy thôi. Vâng. Cái gì cũng biết mà không biết làm. Ế chồng. Này ở đâu? Cái này con dâu nhà Lan Toàn ấy bà. Lan Toàn á? Vâng, Toàn Lan ấy. Con dâu Lan Toàn. Vâng. Toàn người quen. Toàn người quen rồi, bọn cháu Toàn ở đấy. Chơi bố mẹ cháu hết, Toàn người quen học cùng. Đấy. Toàn là khu này. Giống không bà? Ai mà giống mà? Giống cái cô
Úc Kỳ à? Vâng. Cháu giống đằng nội nhiều hơn. Mẹ cháu á? Mẹ cháu 70 rồi. Bố cháu năm nay là mừng thọ 70. Mẹ cháu kém bố cháu 2 tuổi, mẹ cháu 68 rồi. Vâng. Vâng. Bà bao nhiêu? À, bà sinh năm năm mấy? Mẹ cháu sinh năm năm, bố cháu 52, mẹ cháu 54. Thế thì hơn nhau có 1 2 tuổi thì. Vâng. Bố cháu là 52 thì cuối năm nay bố cháu 70 không? Thì cuối năm nay là được mừng thọ đấy, đáng phải vì các bà bây giờ phải mừng thọ từ 50 tuổi nhỉ. À là 65 tuổi chứ nhỉ? Bởi vì bây giờ thọ nó đâu có được dài đâu. Đây. Đây có đứa cái đứa em vợ nó bảo em chỉ ước gì mừng thọ 70 thôi, thế là nó chưa được 70 nó đã chết rồi đấy. Khổ nhỉ. Ung thư ấy. Nó vừa nói thôi. Cái đợt là bà ngoại ốm thì nó về nó chăm con dâu ấy, em vợ của cô ấy. Vâng. Thế là nó về nó chăm, nó bảo em chỉ ước gì em mừng thọ 70 thôi. Mình chưa được 70 đã chứ. Chả biết đường nào mà nói được. Đấy. Biết là ung thư có đi viện vài lần là chết hả? Chán nhỉ. Bây giờ thường thì không đi khám, không biết rồi bị rồi đi. Cuối rồi mới đi khám mới biết. Xót ruột. Đáng bây giờ phải cho mừng thọ từ 65 tuổi. Bởi vì bây giờ nó càng ngày nó càng ấy mà. Một ruộng này để trồng khoai tây. Ruộng thì trồng ngô, ruộng thì trồng bắp cải. Đấy, người ta nói tiếng trong làng ấy, không hiểu. Nhà Hà Khánh đang xây kìa. Vừa xong là mình sẽ review cho mọi người xem bà với cô làm đất để trồng khoai tây nhé. Các bạn thấy video hay nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.